Xin chào các bạn. Triều đại nhà Trần được xem là triều đại hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, kéo dài hơn 170 năm. Vương triều này đã thống lĩnh quân đội Đại Việt, 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, đã bình phục Chiêm Thành, đã mở mang bờ cõi đến xứ Thuận Hóa, tức là Thừa Thiên Huế ngày nay. Nhưng có một điều đặc biệt là ngay từ khi vị vua đầu tiên của nhà Trần lên ngôi, nhà Trần đã yêu cầu con cháu kết hôn trong nội tộc, nhất là các vị hoàng đế. Sử sách thống kê rằng nhà Trần có khoảng 35 cuộc hôn nhân nội tộc, những cuộc hôn nhân cận huyết. Vậy, tại sao nhà Trần lại thực hiện những cuộc hôn nhân cận huyết như vậy? Nhà Trần lại là triều đại loạn luân bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Chính sách hôn nhân nội tộc của nhà Trần được xuất phát từ nguyên nhân lịch sử bởi nhà Trần đã lấy ngôi nhà Lý cũng bằng biện pháp hôn nhân. Nhà Trần từ vai trò là ngoại thích của nhà Lý đã giành ngôi để tránh họa ngoại thích thì nhà Trần đã chủ trương chỉ kết hôn với những người ở trong họ. Thái sư Trần Thủ Độ đã gây dựng lên nhà Trần bằng cách ép anh rể là vua Lý Huệ Tông phải lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường lại ngôi cho con gái thứ hai là Lý Chiêu Hoàng. Sau đó lại đưa cháu là Trần Cảnh vào làm chồng Lý Chiêu Hoàng để cướp ngôi nhà Lý. Trần Cảnh lên ngôi, tức là Trần Thái Tông. Trần Thủ Độ đã đạo diễn phi vụ này như thế nào? Ngược dòng lịch sử, năm 1211 thì Thái tử Lý Hậu Sảm của nhà Lý kế vị ngôi vua lấy hiệu là Lý Huệ Tông. Bấy giờ thì các thế lực chống đối nổi lên như ong vỡ tổ, đói kém triền miên, năm này qua năm khác. Nói chung là cơ nghiệp mà Lý Huệ Tông kế thừa từ vua cha là một vương triều đang lâm vào thời kỳ suy thoái. Huệ Tông lúc đó 15 tuổi, lên làm vua quản lý triều chính, mà tài đức thì kém cỏi, tính tình lại nhu nhược, u mê. 5 năm sau, khi Huệ Tông lên làm vua, Trần Thị Dung được phong làm hoàng hậu. Họ Trần đã có công giúp nhà Lý lúc bấy giờ đánh dẹp khắp nơi. Kể từ đó, anh em thân thuộc họ Trần đã chiếm hết các chức quan văn võ quan trọng ở trong triều. Trong đó phải kể đến bộ ba, đó là Trần Tự Khánh, Trần Thừa và Trần Thủ Độ, cùng hơn 500 anh em dòng họ Trần nắm giữ những công việc quan trọng khác. Lại nói về họ Lý, Lý Huệ Tông do không có con trai nên lập Chiêu Thánh Công Chúa, tức là Lý Chiêu Hoàng lên làm thái tử và truyền ngôi báu. Lý Chiêu Hoàng lại chính là con gái của Trần Thị Dung. Đây chính là vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Từ khi lên ngôi thì Lý Chiêu Hoàng đau ốm triền miên, gầy còm, xanh xao, kém ăn, mất ngủ. Nhiều lang y tài giỏi trong nước được triệu vào cung để bốc thuốc tìm bệnh, chữa bệnh nhưng mà không hiệu quả. Lúc này, Trần Thừa có cậu con trai tên là Trần Cảnh, cũng tầm tuổi Lý Chiêu Hoàng, lại có dáng vẻ khôi ngô. Trần Thủ Độ đã bày mưu cùng với Trần Thừa đưa Trần Cảnh vào cung để phục vụ Lý Chiêu Hoàng. Từ ngày đưa Trần Cảnh vào cung, hai đứa bé rất là hợp nhau. Bệnh của Lý Chiêu Hoàng cũng dần thuyên giảm. Một hôm, Chiêu Hoàng lại lấy khăn ném cho Trần Cảnh. Trần Cảnh lại nhận lời rồi mách lời với Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ biết rằng Chiêu Hoàng có ý thích Trần Cảnh. Thủ Độ liền đem gia thuộc và họ hàng vào trong cung cấm, sai đóng các cửa thành lại. Trăm quan tiến về triều thì đều không vào được. Thủ Độ nhân thế loan báo cho mọi người, bệ hạ đã có chồng rồi. Các quan đều phải vâng lời và xin chọn ngày vào hầu để làm lễ yết kiến. Dưới sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, vở kịch chuyển giao ngôi từ họ Lý sang họ Trần kết thúc vào ngày 11 tháng Chạp năm Ất Dậu, tức là năm 1225, tại Điện Thiên An. Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng. Đây thực sự là một cuộc đổi ngôi có 102 trong lịch sử Việt Nam và cũng hiếm có với lịch sử thế giới vì không hề tốn một giọt máu. Điều quan trọng hơn là nó mang lại một xã tắc và một nền thịnh trị với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, quân sự, chính trị xã hội để sẵn sàng đương đầu và chiến thắng đội quân xâm lược Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới, sau này mang lại vẻ vang cho Đại Việt. Và Trần Cảnh đã mở đầu cho vương triều nhà Trần, nhưng hậu thế lại không gọi ông là Trần Thái Tổ, bởi đây là sự sắp đặt của ba người lớn nắm quyền lực trong họ Trần, đó là Trần Thừa, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung. Sau này, chính Trần Thị Dung lại lấy Trần Thủ Độ, Trần Cảnh lên ngôi lấy hiệu là Thái Tông, con cha là Trần Thừa. Dù chưa làm vua bất kỳ một giây phút nào, vẫn được tôn lên làm Thượng Hoàng. Khi mà Trần Thái Tông còn nhỏ, Trần Thủ Độ và cha của Trần Thái Tông là Trần Thừa đã nắm giữ quyền điều hành đất nước. Binh quyền của Trần Thủ Độ lớn đến mức, trong những năm đầu của nhà Trần, người có uy quyền lớn nhất không phải là Trần Cảnh hay là Trần Thừa, mà chính là Trần Thủ Độ. Việc đầu tiên mà Trần Cảnh làm sau khi lên ngôi là phong Trần Thủ Độ làm Thái Sư, giữ tất cả việc hành quân đánh dẹp trong nước và phải mấy tháng sau mới suy tôn bố đẻ làm Thượng Hoàng. Cầm trong tay binh quyền như thế thì việc Trần Thủ Độ tìm cách tự mình lên ngôi thực ra là một điều rất là dễ dàng. Nhưng trên thực tế, Trần Thủ Độ chưa bao giờ có bụng cướp ngôi vua dành cho mình hay là hậu duệ trực tiếp của mình. Nếu mà Trần Thủ Độ muốn biến Thái Tông làm vua bù nhìn thì rất dễ, nhưng ông không làm vậy. Kể cả khi có những cơ hội rõ ràng hay lòng trung rõ nhất của Trần Thủ Độ thể hiện qua câu chỉ là chó săn của nhà Thái Tông để mà củng cố nhà Trần, thì Trần Thủ Độ là ép buộc vua Lý Huệ Tông phải đi tù và âm mưu giết chết. Đó là một hôm, khi mà Huệ Tông đang nhổ cỏ trước sân chùa, Trần Thủ Độ nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rễ. Hiểu ý thì vua Huệ Tông đã tự tử. Cũng có những giả thuyết về việc Trần Thủ Độ lập mưu cho chôn sống nhiều tôn thất nhà Lý. Hậu duệ nhà Lý đã phải đổi họ hoặc phiêu bạt khắp nơi.
Có người sang tận bán đảo Triều Tiên, lập được nhiều chiến công hiển hách ở đây, rồi sau này đã vinh quy bái tổ, trở về Việt Nam tìm lại gốc tích. Những biện pháp hôn nhân nội thích đã không giữ được ngôi báu của nhà Trần, và cuối cùng thì nhà Trần cũng bị mất ngôi vì ngoại thích đó là Hồ Quý Ly đã đoạt ngôi nhà Trần để lập lên nhà Hồ. Đó là vào giai đoạn cuối thế kỷ 14, những cuộc đấu tranh của nông dân đã làm cho nhà Trần suy yếu, làng xã thị tiêu điều, dân đinh thì giảm sút. Nhà Trần không còn giữ được vai trò của mình nên sự sụp đổ là khó tránh khỏi. Giữa lúc đó xuất hiện một nhân vật mới, đó là Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly là cháu 16 đời của Hồ Hương Giật, một người gốc Chiết Giang, Trung Quốc. Ngay từ khi còn là một đại thần, đặc biệt là sau khi lên ngôi vua, Hồ Quý Ly đã thực hiện nhiều cải cách ở trên nhiều lĩnh vực. Hồ Quý Ly rõ ràng là một người hơn Trần Thủ Độ, học vấn nhiều chữ nghĩa, nhưng mà cách Hồ Quý Ly dùng để cướp ngôi nhà Trần cũng thủ đoạn tương tự. Khi nắm trong tay quyền lực, cài đặt hết thân tín vào triều đình, thì Hồ Quý Ly cũng ép vua cũ đi tu, ép vua mới phải nhường ngôi. Ông ép con rể là vua Trần Thuận Tông đi tu, rồi sai người giết chết. Cháu ngoại của Hồ Quý Ly là Trần Thiếu Đế được sắp xếp lên ngôi khi mới 2 tuổi. Sau 2 năm thì cũng bị họ Hồ chiếm ngôi. Điểm khác lớn nhất giữa Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly chính là việc Trần Thủ Độ không vơ ngai vàng về mình. Còn Hồ Quý Ly dù ngoài 60 tuổi vẫn ngồi lên ngai vàng thì mới thỏa tâm nguyện. Sau đó thì nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương. Trước đây, các sử gia vốn xếp nhà Hồ của Hồ Quý Ly vào Ngụy Triều vì Hồ Quý Ly là tôi tớ của nhà Trần nhưng lại cướp ngôi nhà Trần. Hơn nữa, cái tội lớn nhất của ông là để Giang Sơn rơi vào tay nhà mình. Về góc độ khoa học, tại sao hôn nhân cận huyết nhưng mà con cháu nhà Trần vẫn thông minh? Ở trên thế giới hiện nay thì việc có nhiều quốc gia đã công nhận quyền kết hôn giữa anh em họ. Tuy nhiên, việc anh em họ kết hôn vẫn có thể tạo ra nguy hiểm cho hậu duệ. Dưới góc độ khoa học thì họ sẽ có chung 12,5% DNA nên tỷ lệ gen lặn xuất hiện ở các thế hệ sau vẫn cao hơn. Theo thống kê hiện giờ thì với cặp vợ chồng bình thường, độ rủi ro cho thai nhi là vào khoảng 3%. Còn với cặp vợ chồng là anh em họ thì độ rủi ro nhỉnh hơn từ 3,5 cho đến 4,5%. Tỷ lệ rủi ro xuất hiện khi mà anh em họ kết hôn với nhau thì tương đương với việc một người phụ nữ trên 40 tuổi sinh con nhưng mà vẫn thấp hơn tỷ lệ từ một người phụ nữ hút thuốc sinh con. Như vậy, xác suất an toàn từ hôn nhân cận huyết vẫn là khá cao, nên việc những vua Trần, đặc biệt là những vua Trần đời đầu kết hôn với chị em họ và sinh ra những người con thông minh, những vị minh quân cũng là điều dễ hiểu. Và đó là câu chuyện về nhà Trần, một triều đại với những chiến công hiển hách nhưng vẫn có những điều khiến người ta hơi lăn tăn một chút. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.